miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước. Chào mừng ngày 30 tháng 4, Nam Bắc một nhà. Mấy ông này nhá nhá thôi một. Tôi cũng cái tài liệu này mà tôi không thấy đâu. Đâu? Đây này, ông Phong, ông vợ tôi. Còn gì ở đây? Chắc là chưa vui, ông vợ tiếng nữa. Còn là cái Hennessy nhất. Tôi mang theo một lên. Một shop thôi. Tôi mang theo không một shop thứ hai. Không ngờ anh Quang này, cái Hennessy còn bự nữa. Tôi nhà tôi chơi anh mua anh nhỏ đi, thôi. Anh đấy dành đâu cả 2 tuần trước. Vâng. Cái này là 2 lít rưỡi đó. Vâng. Thôi nhà tôi chơi hai cái chú nhỏ, ba nhỏ thôi. Mà tôi mang cái cây này lên á, là tôi nghĩ 8 người là... Giờ là ông số ông Phước rồi. Ông Phước lắm. Tôi dự biết ăn được không biết như thế này. Dự biết ăn. Mình sang ra hành chiên, nó. Hành chiên với lại đậu. Ta thoải mái. Từ. Bây giờ là cái nào của mình vừa ăn ta từ từ. Vừa quay xuống điện vừa để ta tải. Anh nhóm, anh em nhóm, anh em được mình đó. Vì đồng chí hướng là ăn uống cười thoải mái, chuyện nhau vui vẻ. Anh cũng có đề phòng lúc các bạn mong coi rồi. Có cái nào mà mình dẫn ông cho. Thì đó, dùng ai ấy ông tôi lúc nào thả rồi nhạc cũng vậy chị ơi. Thật không phải ạ. Hai bên đá nhau hoài à. Chứ ông đá rồi lái mà. Bây giờ tôi cũng bị đây là ớt. Ớt này cũng là cây là vườn hết. Nó nhỏ nhưng mà cay dữ vậy. Muốn hỏi mấy anh ở Việt Nam, hồi ở Việt Nam ngày xưa có nhớ cái bài vâng. Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Thẩm Quánh không? Anh lâu quá rồi bài đó. Ủa, anh làm văn riêng rồi. Đúng rồi, anh làm văn riêng. Tôi lại không thích cái bài đó bằng bài của ông Trịnh Công Sơn. Trời, lâu quá, mình biết là Công Sơn làm. Nhưng mà, bài đó tôi nghe, bài đó hay quá. Cái nhà, cái bài ông Thẩm Uấn á, là người đạo Gia Tô. Đây, nó lòi đấy. Nhưng mà ý tôi muốn chứng minh là Việt Nam một quốc gia. Đấy. Nhưng mà không phải ý của tôi nói là Việt Nam mình vẫn lúc nào cũng nghĩ là Bắc Trung Nam một nhà. Lúc nào mình cũng nghĩ là nước Việt Nam mình hình chữ S. Từ ải Nam Quan tới Cà Mau chưa bao giờ mình đi học mà được thầy nào dạy nó Việt Nam Cộng hòa là quốc gia cả. Chưa bao giờ. Nhưng mà qua đi tụi ba que đó cứ kêu là Việt Nam hai quốc gia. Thế nên tôi mới hỏi các tự nhiên như cái heo hoàng bang nó chia đất nước Việt Nam ra làm hai. Cái là người này nó cứ nói láo. Một lời nói láo của nó. Thành ra biết quá. Bao nhiêu người phải thành ra viện. Nó quá, nó túng đề tài nó phải nói cái câu. Nhưng mà anh Quang thì nó đã phải nhìn cái điểm như này nè. Cái nhìn vào cái thực tế, cái lá cờ đỏ sao vàng trải qua bao nhiêu cái hướng nó để lịch sử tạo lên cái
từ vấn đề đánh pháp đến ngoại bang động lực. Cái bao giờ ta học ta không có một hình, chưa bao giờ đánh một nước nào. Cái bao giờ ba phòng đỏ ra đời chưa bao giờ đánh một nước nào, chỉ đánh mình không à? Đấy cái chuyện đó là bà cha tôi mới hỏi cái ông Hoàng Triều Nhân là dạy chung với tôi ở thành cha. Không, để tôi là kể đầu đuôi. Là vì hồi đó nó cứ mỗi 2 năm là học trò nó hay tổ chức reunion nhân chỗ này chỗ kia, trường này trường kia tổ chức vậy đó. Thì tụi nó cũng qua bên đây mấy năm đầu cũng còn cấm cổng hăng lắm, tôi cứ lần nào cũng phải phải treo quốc cờ cờ vàng ba sọc đỏ lên hát quốc ca này kia nọ rồi mới chịu. Mà quốc ca cũng ấy cắt luôn, ba quốc ca đó cũng bài bài cái bài thanh niên cũng cắt luôn, không có cái gì tạo ra. Đấy, đấy, đấy. Thế thì cũng qua nhiều năm thì người ta cảm thấy nó cũng hơi kỳ kỳ. Vâng. Người ta bắt đầu người ta học sử nhiều đó, người ta biết rằng mình cũng không có chính nghĩa gì, thật ra người ta cũng nguôi ngoai đi. Thế thì cái đám mà nó còn bám cái đó cực đoan đó là nó cứ theo dõi coi cái tụi nào tổ chức coi nó có trò cờ hay không kia đó. Thế thì tới chừng cái phía tổ chức học trò của ông này tổ chức mà ở dưới này nè, là giá tổ chức ở dưới Cali này nè, mà thằng đó thì nó chưa có bàn tới vấn đề trò cờ hay không, nó chỉ bàn tới những cái vấn đề xung quanh thôi, rất là nhiều vấn đề tài. Thế thì bên kia chờ ngoài không thấy nó nói gì tới chào cờ, bắt đầu báo cáo lên Canada, ở bên Canada ông này Canada báo cáo thằng này là chắc là không có chào cờ đâu, cái đó mình phải vác cái đội chào cờ của mình xuống tùm lum hết đấy. Thế thì bắt đầu mấy ông kia bắt đầu dạy dỗ được lắm á. Tôi là nạn nhân của chuyện đó. Viết thư, cái ông thầy kia viết thư ra là chưa gì hết là rầy cái thằng học trò ở đây. Ông nói học trò chứ cái thằng đó dường như nó là chủ báo gì. Anh Quang rầy nó. Không, cái thằng thân tôi nó dạy cùng với, nó làm đề thán, tôi lại bao nhiêu đi. Cái ông thầy kia, ông không có xíu vô chuyện gì hết. Thế thì cái ông kia đó, ổng rầy cái ông. Thằng tên nó là học trò nhân, nó dạy đề thán. Phải chào cờ là vì cái cờ này đã chống chống ngoại xâm. Chống ngoại xâm này kia nữa, kể công là tụi thứ cái thằng học trò ổng á mới gọi điện thoại lên nhà ông này, lúc đó tụi này ở Washington cũng là học trò của tôi luôn, cũng là học trò ông này mà ông kia cũng là bạn của ông này, cái ông thầy mà bạn thân mà lại cùng xóm cùng quê quá là siêu bằng cho bốn là hầu cứu ông này, ông này kẹt quá, ông này ông kia là bạn, thằng này là học trò gì nữa, bây giờ lịch sử nó đấy tách bạch ra hết rồi. Chào cái con khỉ gì trong bụng mình ngói cho thôi chứ ngoài mặt thì mình đâu có tổ chức gì đâu mà mình làm cái gì đó. Nhưng mà nó cầu cứu như vậy để mà trả lời, bởi vì ổng mắng mỏ đó. Thế thì ông này ổng nói kẹt quá, ông đó là bạn mình, thôi anh không nói gì đâu. Thì mà mới nhảy ra nói thay. Cái tôi mới nói ông là bạn chứ tôi đâu có bạn ông đâu. Chỉ cho anh nhảy vô chứ không làm gì. Mà biết là hãy chờ đến lượt. Tôi mới nhớ cái thơ tôi trả lời ổng mà người ta không tin tôi biết. Ta cứ mỗi lần tôi biết cái gì á là họ cứ nghĩ là ông này mới qua nó khổ. Thì nên nó xuống mà nó chửi tôi. chửi tôi cái trình năng là đội váy đàn bà không dám biết mà lại để cho tên vợ mãi cho mà anh quang không trả lời, tôi trả lời liền đội váy đàn bà tao đội váy vợ tao chứ tao không đội váy người đó họp nhau lại nó chửi tôi tàn lắm. Tôi mới hỏi ổng, tôi gọi ổng thầy đàng hoàng, tôi mới nói thầy kể cho tôi nghe coi cái lá cờ này đánh ngoại xâm hồi nào. Đúng rồi. Nói nè, ngày xưa tôi cũng từng nói nè, thay gì ổng ra đời, từ ngày ra đời ổng không biết cái đá cả nhà, cái đường món quá ngon, đá cả nhà, ngon. Hay đường tua, là cái này có giá trị lắm, là bên này mới mở ra, bên này đúng là ngày thứ ba tôi nấu đó, bên này đúng là ngày thứ ba đó, bà đá tôi nấu đó, làm đó, thấy không? Tôi là không có cái món gì quan trọng mà chỉ có cái món đậu phộng nè, hàng món gì chưa? Dưa chua nè, con trâu luộc thôi. Thời chiến tranh đó tôi nói Thái Bình Nam Định ta cho phụ cừ thiên nữ ăn no lạc nằm, đó là quê tôi, phụ cừ thiên nữ. Thế thì ông sướng quá, còn bác là thay vì người nhà là đạo, ông bỏ ra người đạo, ông nói là cái đạo 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 sùng. Xe hoa tí, súng đạn, mạnh bạo đủ thứ, thằng Mỹ như 100 xe là Ví dụ mà AB-52 được là vốn tư, bây giờ nó nghĩ nó có thể là quân đội Mỹ á, là bất chiến bất thắng.
thắng dữ trận đi, thứ nhất cũng thắng, thế gì cũng thắng, nhật cũng thắng, mà tài nguyên cho phước vũ cũng thắng, y cũng thắng, cái thằng nào cũng thắng hết á. Có làm cái này có lý hả? Cái này có nhân. Thì sau này á, nó đánh nhau Âu Châu hay đánh nhau người nào nó đều áp được cái chiến thắng đó. Thành ra cái Tết Mậu Thân á, là cái số người chết á, là do phi pháo và pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa. Với lại cái thủ đoạn nó là Việt Nam Cộng Hòa giết mình mà tội cái Mương hả? Chào anh Mương. Nha. À vâng. À, bây giờ thì có anh em đang ở nhà anh Quang đây. Thấy không? Thấy người không? À vâng. Anh cho cái hình anh có không? Vâng, anh cho hình lên đây thì mình mấy hình anh em đây có cỡ khoảng 10 anh em. À vậy hả? Ừ thôi nên cái thì ó cái đó cũng được. Vâng, đây này có anh Quang chị Xuân à. Xin chào anh Phương nha. Xin chào anh Phương, bà xã tôi bên cạnh tôi nè. Không có hình, không có hình. Làm gì làm không có hình. Phải chưa? À. Vâng, nghe vâng. Nghe anh Tuấn Linh nói là rồi thì anh chào này. Để cho mỗi người chào một câu được không? Cho mỗi người chào một câu đi. Chào các bạn và chúc các bạn có một cái sự kiện rất là trang nghiêm và long trọng. Rồi mà mai mốt sẽ gửi video lên cho xem nhé. Đây đây anh tự giới thiệu đi. Mình là Trường Ba, xin chào anh ạ. Dạ. Chào ba. Xâm phạm chào anh Phương. Tên vâng, anh em muốn anh Phong muốn nói chuyện. Tôi Phong đây. Việt Nam Cộng Hòa lính dù đúng không? Cái ô thứ thiệt ở Việt Nam Cộng Hòa lính dù, nhưng về tinh thần quê hương dân tộc. Quỳ đấy, quỳ đấy, lữ đoàn trưởng. Mũi liếu quá láo là tôi vào vào mặt nó, khác vào mặt nó, mũi liếu quá láo. Quỳ đấy, quỳ đấy. Thành ra anh em họp đây mừng ngày 30 tháng 4, đất nước thống nhất, dân tộc an lành. Đó là mình mừng. Còn đây là anh Cải, người Hà Nội. Người Hà Nội đây là người Hà Nội. Người Hà Nội chính tông. Người Hà Nội chính tông. Đấy, Hà Nội chính tông. Đấy, Hà Nội. Mà đây là bác Phương. Còn tôi là Dương Trung Phương, chào anh. Vâng, rất là khỏe, chữ rất bình thường. Vâng, đây là anh Nhâm nè, Nhâm chào anh. Hello, Phương, mình có dịp gặp năm vừa rồi đấy, anh có xuống đây, tôi tin nhân đây. Vâng, thì hôm nay được có dịp không ở trên Tổng lãnh sự, không xuống là để mà chia vui mừng ngày thống nhất đất nước. Thì tôi cũng có lời là cầu mong cho đất nước mình sẽ mãi mãi được yên bình và như là mọi người dân đất nước phát triển và hạnh phúc. Và tất cả những lời gửi lên đó cho các tổng lãnh sự với lại toàn thể nhân viên trên đó luôn có nhiều sức khỏe thật tốt. Ok. Như vậy là thôi, bây giờ mình chào anh. Vâng, cho chào anh Phương luôn, cho nên Phương chào tất cả rồi tổng lãnh sự á, mình chỉ cầu mong một điều là thống nhất đất nước rồi và bây giờ phải thống nhất nhân tâm trong ngoài như một. Đúng rồi. À, là gì? Duy trì được. Vâng. Vâng. Vậy á, cho chào luôn, nếu mà gặp phái đoàn bên Việt Nam qua thì cho tụi này là cái nhóm này sẽ coi như là những người này là Việt kiều yêu nước. Chào chung tất cả. Cho. Alo. Phương gặp mình mấy lần rồi mà. Alo, à vâng. Chắc cái đi nó bấm sáu nè. Phương còn trẻ. Alo. Có nghe được không ạ? Nghe. Phương Dương nói đi. Đây
Vâng. Vâng. Vâng, tụi này thì chỉ có những cái ngày mừng mà đất nước thống nhất như vậy là tổ chức thôi. Rồi rồi. À, vâng, cái đó là làm sao mà thống nhất rồi từ trong ngoài nhân tâm một lòng à, là đất nước tiến lên con đường mới, con đường tốt nhất của đất nước mình giàu mạnh không? Và đảng lãnh đạo quốc gia rất là vâng, tốt. Và chúc làm sao lãnh đạo quốc gia của mình á rất là tốt, sức khỏe được dồi dào, nhất là tổng bí thư sức khỏe cho khỏe mạnh để mà tiêu diệt được cái đám tham nhũng đi. Vâng, rồi chiều nay sẽ có cái video chào cờ gửi ra anh Phương. Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn anh nha. Từ nay cũng đại diện, coi như tôi Tuấn đại diện cho anh em đây gửi lời chào tất cả nhân viên tòa tổng lãnh sự là có công việc rất là thăng tiến. À. Vâng, cảm ơn. Vâng. Cho gửi lời chào ông tổng lãnh sự mới nha, mặc dù chưa gặp. Vâng. Không cần cái gì, không cần bằng móc tôi cũng thôi. Mình chỉ nói là bận cho phái đoàn thì cái điều tôi muốn nói là mình lúc nào cũng mình á thật lòng mình chắc sợ gì đúng cứ thật lên cái tâm tình của mình trắng rõ ràng chẳng sợ gì dù ai nói ngã nó nghe nói ngã là những chuyện kiện bà Trinh nói sát thật nhất là sau 30 tháng 4 sau 30 tháng 4 bệnh nhân nó cho mình một cái lần độc lập hoàn toàn thật sự từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 30 tháng 4 thì củng cố thêm cái độc lập đúng rồi Nam. Nó rõ ràng không có chia ba miền gì hết trơn. Vâng. Cái nước của mình á bây giờ mới nói thật sự nổi tiếng thế giới mà thế giới nó biết hết và lá cờ đỏ sao vàng của mình là cờ quốc gia mà thế giới họ đều kính phục và lịch sử của mình rõ ràng. Ông nói nổi tiếng thế giới tôi kể cho ông nghe. Hồi đó tôi mới chạy tôi đâu có biết gì đâu, cộng sản quốc gia tôi cũng chả biết gì hết, tôi còn đó đây là gái hết, tôi để ý tới chuyện chính trị nó không biết chính đúng rồi. Nên bà chị của tôi á là mẹ superior thành ra nó nhét con nó vào trong cái chương trình của gì tướng tá miền Nam đó. Thì tôi đi theo mấy cái chuyến đó mà anh nhớ có một cái chuyến cô Di nó rớt cháy tiệm. Đúng rồi cái sau cái chuyến đó đó là tôi nói giờ chả lẽ nó rớt nữa thôi mình đi mình đi chuyến sau. Thế thì tôi đi cái chuyến đó thì bà này đi trước tôi đó thì đi qua bên đây thì lúc đó là vợ chồng cũng chưa có đoàn tụ với nhau, tôi cũng lo lắm. Thế thì với nhau trước đã tôi mới viết thư cho bà người Pháp, bà quen với bà già tôi ngày xưa đi làm ăn đó. Vâng. Đi may đi vá rồi đó thì có làm cho gia đình người Pháp ở Campuchia. Vâng. Thì gia đình đó rất là thương má tôi, thành ra lâu lâu về cứ gửi đồ chơi cho tôi. Thì tôi mới viết cái thơ cho bà đó, mục đích của tôi là để liên lạc với ba má tôi ở nhà. Chứ tôi hồi đó giờ tôi chưa bao giờ mà tôi xin xỏ ai hết rồi, còn để con lấy cho ba. Dạ, trời có cái gì mà em thì con? Thì tôi mới nói giờ tao cũng chả biết thân má tao, ba má tao như thế nào, chứ nói đất nước tao bây giờ điêu linh nữa. Mình nói theo cái kiểu ngày xưa đó mà, kiểu Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó. Thế thì bà trả lời tôi như thế này, bà mới nói mày nói cái gì, bây giờ là cả thế giới đều nể Việt Nam. Bà trả lời tôi bà nói bây giờ Việt Nam này đánh thắng Mỹ rồi, cả thế giới người ta sợ. Mà hồi lúc đó rồi tôi còn nhớ tới bây giờ cái câu của bà nói. Bà người nước ngoài, người Pháp. Bà nói mày nói cái gì, bây giờ là cả thế giới đều nể Việt Nam. Mình bác nước nhật xíu rồi, bác hồi xưa nó hơi bự vậy mình nó thắng. Đúng. Nó quê quá. Nước Mỹ là nước hùng cường nhất đó, mạnh nhất thế giới. Xong rồi bà hỏi mày có cần gì, tôi nói tao không có cần hết, bởi vì tao không có cái gì hết, rồi đó tao cũng không biết tao cần. Anh không có cái gì hết, cần cái gì, giờ trả lẽ nó mày cho tao miếng cơm, phải không? Thật ra nó thôi tao chỉ cần mày thông báo lại cho nhà tao, ba má tao là tao qua bên Mỹ bình an, thế thôi. Đó, mà tôi nhớ cái câu bà nói mày nói cái gì? Nói những gì Xuân nói rồi. Chờ đó. Đó đó. Hay cho tôi nói hết lời xong bằng. Cái lời nói trước mà chịu cho người Pháp nói như vậy á, là Việt Nam mình nổi tiếng, tại vì đánh được thằng Mỹ thắng. Vâng.
Thì bây giờ đó, VinFast làm một cái trận chiến thắng đánh vào ngay nước Mỹ. Được đưa xe điện vào, tại sao không đưa vào những nơi khác? Mà đánh vào ngay trái cái... Bạn biết VinFast thắng ai không? Mà cái đường báo chí như thế là tôi thấy... Tôi nói là cái đó là cái chiến thuật là nó là như vậy đó. Mà anh biết thắng cái gì nữa? Nếu không, cái tâm lý là cái VinFast nó bán ở Mỹ, nó tạo ra cái công cảnh tự hào của dân tộc. Đúng rồi. Vì cái tự hào của dân tộc thì cái người dân Việt Nam đã trở về đất nước. Tôi thì tôi nhìn thấy VinFast đã đánh được cái đánh tan cái lòng ranh quốc cộng. Đúng. Đúng. Nó nhiều nó nhiều mặt. Tôi thấy khen Vũ Hoàng Linh ở chỗ là nó đem ông Ngô Kỷ vô ngồi cái danh pháp, cái đó là tôi nghĩ là cái chủ ý của ai đó hay là của Vũ Hoàng Linh, thì tôi khen cái đó là cái đánh ta là Vũ Hoàng Linh nó gài đó, nó gài nó to kia rất đại cái thằng đó. Thì gài nhưng mà mình không biết là do tự ý ổng hay là ai chủ ý ai. Vũ Hoàng Linh nó thông tình với người Việt Nam mình nè. Nó thông tình, tôi biết đó từ hồi mà thấy rồi đó. Thành ra cái đó hay, rất là hay. Cái thằng Vũ Hoàng Linh là thằng chỉ chửi với vô tâm. Rồi xin mời bác Toàn. Tôi tình cờ được đọc cái bài của ông Nguyễn Quang Lâm. Và tôi đọc ra thì tôi thấy ông ấy là người Công giáo, nhưng mà ông ở lại Việt Nam. Bác ruột của ông ấy vào Việt Nam. Thì lúc lúc và sau năm 1975 đó, ông ấy vào thì ông được thấy bác ruột của ông là giàu của chợ khu số 1 của Sài Gòn. Ông nói rõ như vậy. Thì ông ấy phục Việt Nam quá. Và miền Nam cũng kể ra miền Bắc có những cái gì cái thiếu sót, cái nhược điểm, cái tiêu điểm, cái tiêu cực. Thì tôi mới trả lời như thế này. Tôi đọc cái bài của ông thì tôi thấy ông là người Công giáo. Đáng thiệt. Và người Công giáo á, thì từ trước giờ đã đối với đất nước Việt Nam như thế nào thì thiên ạ, quý vị Việt Nam đều biết. Nhưng mà còn cái điều mà ông không nói ra rằng tại sao bác ruột của ông vào Việt Nam lại giàu có thành sự triệu phú số 1 thì ông không nói. Thế thì tôi đọc các tài liệu thì tôi thấy rằng vì ông bác ruột của bác, ông ấy là người Công giáo. Mà sách sử nói rõ rằng thời đó là Công giáo là kiêu dân Công giáo, kiêu giáo Công giáo của thời Ngô Đình Diệm. Và sách của ông Linh Mục Trầm Tân Tử là nó ưu đãi nhiều thứ lắm. Và được vào giai cấp thống trị. Đúng rồi. Và được nắm cái quyền, có quyền lực cho nên là tha hồ tham nhũng. Chuyện tham nhũng thì ông Linh Mục Trâm Tần Tâm Tỉnh có nói ra, tôi kê ra đủ các trang bao nhiêu nhiêu. Nhưng mà thực ra thì không phải có ông Linh Mục Trần Tâm Tỉnh nói cái chuyện tham nhũng ở Việt Nam. Nhưng mà có tới 10 tài liệu mà tôi kê ra, trong đó có những cái sách của người Mỹ, của người Anh, của người Việt, tất cả 10 tài liệu tôi kê ra trong đó là tôi nói rõ là cuốn sách đó, nhà xuất bản nào, trang bao nhiêu nói về vấn đề tham nhũng Việt Nam. Ví dụ như trang sách của cụ Đỗ Mậu cũng nói rõ là cái chương bao nhiêu thì nói, sách của ông Nguyễn Trân là tham nhũng ở trang bao nhiêu, sách của ông McCoy nói về cái vấn đề tham nhũng, về vấn đề ông Văn Thú Quyền lậu, cả ông sách của ông Trần Văn Đôn, sách của ông Nguyễn Chánh Tư, cả cuốn sách Việt Nam Cộng Hòa của tôi, thì tôi cứ nói là chương bao nhiêu thì các ông cứ vào đọc đi. Và tới cái là ngoài cái cuốn của ông Linh Mục Trần Nam Tỉnh ra thì cũng có tới hơn 10 cuốn, mà đó là tôi chưa kể hết. Thì tôi không thấy ông trả lời, tôi đã phổ biến trên cái trang nhà sách hiếm, tức là cái mục Facebook của tôi. Một 3-4 ngày này tôi không thấy ai trả lời và chỉ thấy người ta đồng ý với tôi thôi. Là tôi đã nói đúng một cái tin đen là các ông được ông Diệm với lại ông Điệu ưu tiên giữ những cái chức vụ quan trọng có thể tham nhũng được thì các ông mới trở nên giàu như vậy. Chứ ông làm cái gì mà để ông giàu thì giàu hú số 1 ở Sài Gòn. Ông không dám nói. Nói là nó mắc cỡ quá nhưng mà thực ra thì không, đâu có mắc cỡ, không còn lương tâm đâu mà mắc cỡ. À, ý kiến của tôi là như vậy. Xin mời chị Xuân. Anh Thông Cảm rất là tuyệt vời. Cái hiện tượng mà của ông Nguyễn Quang Lộc á, đó là một cái hiện tượng hồi năm 1989, tức là cái thời của ông Nguyễn Văn Linh, khi mà cái Việt Nam á xây dựng
coi như đã ký hiệp ước với Trung Quốc và mình đã chiến thắng bên Campuchia và quân về thì xây dựng đất nước, thì lúc đó ông tổng bí thư ông Nguyễn Văn Linh ra cái lệnh thử cởi trói cho những nhà văn, và trong các nhóm nhà văn đó tập hợp lại dưới sự lãnh đạo của Trần Độ, đưa đến một gọi là cái cơ hội để phản tỉnh lại, xét lại cái cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam để thống nhất đất nước. Thì cái nhóm đó thì gồm có những nhà văn như là Nguyễn Thị Thiệp, Dương Thu Hương, Trần Bình Hảo, Bảo Ninh và một số ông nói chung là một số ông nhà văn đó gọi là viết hoặc là Nguyễn Thị Thiệp viết những cái cuốn sách như là Tướng Về Hưu rồi gì đã Đài Vinh Quang, Khải Hoàng Môn của Dương Thu Hương, Ly Thân của Nguyễn Bình Hảo. Những cái cuốn đó nó đưa đến là cái gì, nó nói lên cái gì? Tất nhiên là những người nhà văn đó họ xuất thân ở miền Bắc, họ có những cái hoàn cảnh khác nhau và họ nhìn, họ đứng vào cái quan cảnh của nước Việt Nam lúc năm 1989, lúc đó rất là nghèo, rất là khổ. Họ đứng đó cho nên họ vào miền Nam, họ cái ước vọng là có miếng cơm ăn, cơm trắng mà ăn chứ cũng chẳng phải ăn cơm đậu. Cho nên họ hoài bão, họ nghĩ rằng năm 1975 là nước Việt Nam, miền Nam chắc giàu có lắm. Sự thật ra phải nói thẳng với các quý vị, tôi là người sống miền Nam trong năm 75. Trước năm 75, sự thật ra chỉ có một số nào mới có tài sản, mới giàu có thôi. Cùng đại đa số dân từ Bắc, từ Trung cho đến Nam Kỳ rất là nghèo. Họ, những người nào mà tham gia vào chính quyền, có liên hệ buôn bán với người Mỹ, không? Thì họ mới giàu có. Họ xây cái building để chứa cho người Mỹ bướng thì họ mới giàu có. Họ thầu rác của Mỹ, họ mới giàu có. Cái này để nói lên á, là ông nhà văn Nguyễn Quang Lập khoe là một ông bác của ông giàu. Sự thật tôi nghĩ ông bác cũng chắc cũng thường, bởi vì nếu mà giàu á thì chắc chắn là cỡ Hoàng Kim Quy là nhà tư vua sản bài bản, vua kẽm, vua kẽm, vua thép, vua dây thép, vua dây thép và những nhiều nhà bài bản khác mà mình không nhớ, họ đều được nhà nước cho đi học tập vì họ dính dáng với buôn bán và làm thương mại và nói chung là làm tay bán buôn với người Mỹ, giờ đó mới giàu thôi. Còn toàn dân nó thật ra ông Nguyễn Quang Lập nên nhớ một câu: ngân sách Việt Nam không phải do dân Việt Nam đóng góp mà do người Mỹ cung cấp cho nên nó mới giàu có. Đó, giàu có thì chỉ có lớp chóp bô thôi, còn dân chúng tự phải làm ăn và những người mà đi làm cộng tác với trong chính quyền cũng như ngụy quân, ngụy quyền, nói chung là vì miếng cơm manh áo phải cộng tác với kẻ thù, phải quân địch, và họ vô tình nằm trong cái buồng mái chung như vậy. Nên 75 bùng ra là nước Việt Nam không, nước Việt Nam Cộng Hòa đó, tức là nửa miền Nam không có cái gì hết, toàn là đồ của Mỹ để lại. Mình ăn chừng 3 năm là mình hết đồ. Đấy là cái sự thật, nó là rõ ràng nhất. Là khi tôi ở năm 75, 76, 77 thì còn sống được, đến 78, 79, 90 sống không nổi nữa. Đó là sự thật. Và nói rõ ràng cho ông Nguyễn Quang Lập biết đó, là các ông đừng có mơ, bởi vì nước miền Nam, miền Nam không có kinh tế, không có xây dựng cái gì, chỉ toàn là đưa tài xin từ Mỹ tiền. Thì bây giờ nó dứt sữa thì đương nhiên không cho bú nữa, thì lấy cái gì để mà sống. Cho nên với ông đừng có mơ tưởng. Ông Nguyễn Quang Lập nếu ông có muốn thì ông cứ qua Mỹ thì ông làm việc đi, ông sẽ thấy sứ tư sản tư bản nó ổn rồi, nó cũng làm như thế nào. Anh muốn có đời sống khá, gọi dân mục tiêu đấy, chứ phải dễ đâu. Cho nên cỡ ông Nguyễn Quang Lập mà qua đây thì cũng, nếu mà ông có con, hai con, ba con thì thôi, cố gắng nuôi con đến năm 18 tuổi thì đợi chờ cực khổ thêm nữa để lãnh tiền già thôi, chứ không có làm gì được đâu. Đấy là cái ý kiến của tôi nói về nhà văn Nguyễn Quang Lập. Thì trong đó có nhà văn Dương Thu Hương cũng vậy, cô thì cũng thấy miền Nam cái là giàu có, nhưng họ không biết rằng miền Nam giàu có này là do Mỹ tạo ra. Miền Nam miền Nam giàu có là do Mỹ, nó đem lại, nó bơm thuốc vô, nó bơm tiền vô,
Còn nếu không thì nó thì không có tiền là không Việt Nam không có gì sao. Mời xin mời xin Sơn nói. Thôi mời bác nói lại. Em nói là cái tiền bên cho của Mỹ á là tất cả là mình vay nợ đó. Và bây giờ cái chính phủ Việt Nam phải trả cái đó đó, mình tiếp nhận cái tài sản của thằng Việt Nam Cộng ngày xưa. Bằng cớ là mình tiếp nhận cái tòa đại sứ của nó ở đây này. Thế nhưng mình phải tiếp nhận cái nợ của nó. Mà cái tiền viện trợ của Mỹ bao nhiêu đó thì ông kia phân phối cho nhà thờ Vatican cả. Đúng rồi. Thí dụ như là ông đi một, ông giám mục Phan Ngọc Chi ở ngoài Đà Nẵng, ông có nhận được 40 triệu thách công trần làm tiền của nó nói cho nó. Thì nói rõ là như vậy. Quý vị có thấy không? Tôi chứng kiến cho anh. Thì cái tiền đó là đáng nhẽ viện trợ cho nhân dân Việt Nam để mà xây dựng cái cuộc đời, để mà chạy sau chiến tranh này, thế chiến bị tàn phá thì nó chạy vào cái túi của nhà thờ. Không phải là riêng ông Hồng Chi mà nhà thờ nào các quý vị hãy đi với cái vùng Hồ Nai, Gia Kiệm, Túc Trưng rồi Long Khánh đó, là nhà thờ nào cũng trở nên chủ phú, dân công giáo đều trở nên chủ phú. Còn 90% bên Việt Nam không phải là công giáo thì nghèo mặt à. Dạ đúng rồi. Bên cạnh tôi có một ông trung tá người miền Nam. Đúng rồi. Ông ấy không phải là công giáo. Mà đến năm thời ông Tiêu đó, ông đi cái xe jeep thì có thằng tài xe lái xe về. Ở ngay kế căn đôi bà xã tôi biết. Về nhà là ông ấy đổ đầy thùng xăng, ông ấy rút cái xăng đó ra ở trong ấy, ông đem bán cho cái ông ở bà tàu. Ông ấy tham nhũng bằng cái đó chứ ông không được. Không có cái chức vụ gì để mà làm việc được. Đó là tôi chứng kiến tay sát tại cạnh nhà tôi. Dạ xin mời chị Xuân nói về cái anh Nguyễn Quang Lập. Dạ mời chị nói trước, tôi nói sau cùng đấy. Trước khi mà anh Tuấn Thiện thích cái bài tôi nói là ngắn gọn gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập đó, thì tôi xin chứng minh những cái điều mà anh nói hồi nãy đó, là ngoài những cái người mà được hưởng trực tiếp từ tiền viện trợ Mỹ ra đó, thì dân chúng rất là nói khổ. Tôi lấy trường hợp tôi là tuy là công giáo nhé, tôi được rất là nhiều, tôi được rất là nhiều cái ưu đãi. Thí dụ như tôi vừa mới ra trường cái là ông cha họ Trung Hoàng Vĩnh Long 2 năm sau Tú Tài 1 thì tôi vừa mới đi thi đậu cái bằng Tú Tài đôi, thế là ông cha ổng ở trên nhà thờ đó, tôi cũng quên mặt bài ổng rồi, bởi vì thật ra tôi không có cái ý gì, thành ra tôi cũng không để ý hết. Mà ổng ra ổng nói con thi đậu rồi là cha sẽ mướn con dạy trung học. Mình nghe như vậy thì mình mừng quá, bởi vì lúc đó là tôi ở đó thì tôi tuy là tôi là pháp văn nhưng mà tôi lấy anh văn tôi lại nổi tiếng là giỏi anh văn, nó kỳ cục vậy. Thành ra ổng nghe đồn như vậy thì ổng nói cha sẽ mượn con dạy anh văn ấy, thế là mình mừng đấy nhé. Mình mừng, tôi lúc đó mới có 22 tuổi rồi, thưa thật đâu có nhiều. Thành ra tôi được rất là nhiều cái ưu đãi như vậy. Nhưng mà tôi tả cảnh sống cho quý vị nghe nè. Tôi về nhà em tôi đó, là lâu lâu nó mua được cái trứng gà mà ăn đó, là con lớn đó thì nó ăn tham mà nó ăn cái phần của nó, nguyên cái trứng. Còn cái con nhỏ đó, nó lấy cái trứng của nó chia ra làm hai, nó để dành nửa cái nó ăn buổi sáng, còn nửa cái để dành buổi chiều. Đó là sự thật. Bây giờ nó làm dược sĩ này, đó là cảnh sống thật. Vâng. Tôi không cảm thấy nghèo là vì tôi quen như thế đó rồi. Là ý là tôi là cái người tôn giáo được ưu đãi nó là như thế đó. Còn một ví dụ khác, ví dụ như học trò của ông Quang này đi ra trường, nó đi làm cho Mỹ. Chỉ lúc đó thời đó là làm cho Mỹ, làm lành hay là làm dữ gì, hay làm sạch hay làm dơ gì, miễn làm cho Mỹ là giàu hơn là những người là bình thường. Nó về nó khoe với mấy đứa kia, nó gặp ông này nó khoe, nó lương của con còn nhiều hơn lương của thầy. Đúng rồi. Thầy có master bên Mỹ về mà sao lương đại thầy ít vậy. Thầy đi du học Mỹ về có master mà lương của thầy bỏ. Còn đó là thí dụ như thế đó, thì mà tất cả những cái ngành nghề, những người mà sống bám vào Mỹ thì mới giàu được. Thế còn bây giờ Mỹ nó đi thì sao? Bỏ lại cái gì? Bỏ lại cái gánh nặng là đi điếm. Vâng. Đồng ý không? Vâng. Đấy. Mà ngay cái thời Mỹ còn là đó, đi điếm là ba đầy đó. Chứ đâu phải điếm hơn. Thì nói là đầy đó. Tôi có cái tài liệu bằng tiếng Anh nói rõ là Mỹ để lại đó 800 ngàn trẻ mồ côi. Vâng. Khoảng từ 500 đến 800 ngàn gái điếm.
còn bỏ lại cho những cái người mà ngày xưa trông cậy và trợ bí bây giờ trở nên nghiệp đó thì nhiều lắm. Tôi còn chưa kể, tôi đi học đó, tôi đi học cái thời đó là đi học trung học đó, tôi xin lỗi quý vị, tôi có hai cái áo dài thôi, áo dài bằng hàng mới nhá, mà áo dài mà đi học trò đó thì cứ phải ngồi như thế này này, rồi viết ngồi thét rồi cái cùi chỏ của tôi đó nó lòi ra một lỗ, bên đây một lỗ, bên đây một lỗ, anh biết không, tôi có hai cái mà cái nào nó cũng lủng lỗ như vậy hết, rồi đâu có vải đâu mà vá vào, rồi cứ mang cái áo dài hai lỗ lần nào đi đi học, tôi là cái người mặc áo dài hai lỗ như này. Thế thì bạn của tôi đó thì cái này là tôi không biết nha, bởi vì tôi không hiểu, nó là con của ông Bang Bang đó. Thành ra nó giàu lắm, mà nhà giàu, con gái nhà giàu đi học nó dốt lắm, nó tối ngày nó không biết gì, nó cứ hỏi tôi, tôi phải mỗi một tuần tôi phải bỏ giờ của tôi đi vào trong trường để mà tôi dạy giờ thêm, dạy không chứ không ăn tiền ai hết, ông thầy biểu đứa nào khá thì dạy đứa dở, tôi phải bỏ thì giờ tôi dạy lại mấy cái đứa đó, thành ra nó cảm ơn tôi, nó kêu tôi ghé vào nhà nó. Nó cho tôi hai cái áo dài mới mà tôi còn rưng rưng nước mắt cho tới bây giờ. Mỗi tôi gặp nó là tôi còn khóc đó. Thì tôi hỏi quý vị, tôi là cái người con của cô giáo, mẹ tôi làm cô giáo. Đấy, tôi sống như thế đó. Thì quý vị xem cái đời sống là nghèo, nghèo hay là... Tôi không có than bao giờ, nhưng mà bây giờ quý vị cứ nói này nói kia, nói trời ơi miền Nam, quý vị 30 tháng 4 quý vị vào miền Nam. Ông giờ chỉ ưu đãi những người nào mà làm tay sai cho cái chế độ đó thôi. Mà đa số là người công giáo miền Bắc. Không phải công giáo không. Vào cái tỉnh thành, cái nơi tiếp giáp văn minh là Sài Gòn mà quý vị đánh giá ở chỗ đó là quý vị sai hoàn toàn. Đó. Từ cái ở tỉnh ra cái thành phố là nó khác xa lắm. Ra từ Sài Gòn xa lắm. Bước ra khỏi Long An sát ngay đó rồi. Sự thật ra Sài Gòn bước ra Long An bên ngoài là chỉ khác. Ra Sài Gòn không thể tưởng trưng cho một cái lối sống. Một cái thứ hai á, trước năm 75 á, Sài Gòn á thì mấy ông như Nguyễn Quang Lập hoặc là Dương Thu Hương bước chân vô Sài Gòn á thì thấy Dinh Độc Lập rồi thấy to lớn. Chứ sự thật ra nó chừng khoảng 1-2 cây số mấy cái cầu bông nè, mấy cái vùng kinh, mấy cái kinh Trương Minh Giảng luôn, vừa dơ dái vừa bẩn thỉu, biết là bao nhiêu có dòng sông mà qua chứ Minh Giảng cũng về đó, Trương Minh Giảng kinh nước kia chuyện có đền xe cầu nghĩ cầu công nghĩ đó, có đền xe nói nhà tôi Ấn Độ đó, cầu gì xuống đường người ta sống không có ý tôi đền xe hai bên cầu tiêu nổi đó, cây đó là giấu đâu tại vì mấy ông Nguyễn Quang Lập và Dương Tư Hương chắc chỉ có đi đến Sài Gòn vô sau này giải phóng rồi là hai bên có thể đẹp không có biết. Tôi có xin có ý kiến về vấn đề này, miền những người như là Nguyễn Quang Lập hay là nhà văn Dương Thu Hương nói là miền Nam thì lúc đó giàu có hơn miền Bắc, nhưng mà họ không biết tự nhục là tại sao. Nhục có một cái, nếu miền Nam nó giàu quá tại sao mà không đủ sức để mà chống người nghèo cộng sản, để mà người cộng sản họ thắng cuộc. Cái anh người giàu thì anh phải có đủ tư cách, anh đủ nghĩa là sức mạnh chứ. Anh đủ khôn ngoan. Anh đủ khôn ngoan chứ mà tại sao lại để anh phải biết tự nhục rồi tại sao lại anh để thua cái người nghèo? Có đúng không ạ? Đúng vậy. Người công giáo của mình nhú mà họ giàu là vì họ được hưởng cái đặc quyền đặc lợi. Đại đa số dân Việt Nam á, nếu mà đi qua cái chỗ đường chỗ Bắc Mỹ Thuận đó, đi vào cái chỗ con đường mà đi thẳng xuống cái vùng mà Việt Cộng kiểm soát đó, với là tất cả những cái xôi đầu đó, dân nó khổ lắm, người ta khổ là vì người ta tất cả hy sinh để cho cuộc chiến. Vợ chồng đi làm bộ đội thì vợ ở nhà sao? Anh em nói cũng đầy đủ về vấn đề tại sao anh những nhà văn ở miền Bắc khi vào Nam thì nhìn một vài người thôi chứ không phải là hết cả, như biến tượng Sài Gòn giàu hơn miền Bắc rất nhiều. Đó là một cái điều nhận định sai lầm, rất là sai lầm. Lý do là vì một năm chính phủ Hoa Kỳ đổ vào Việt Nam mua thực phẩm cho người dân Việt Nam cũng như công chức của người dân miền Nam Việt Nam một năm 450 triệu cộng với tiền lương của những người lính hiện diện ở trên miền Nam Việt Nam đó cũng khoảng 450 triệu nữa. Tổng cộng là 900 triệu đô la nó xài ở cái thành phố Sài Gòn, chứ Sài Gòn, Đà Nẵng, những thành phố lớn thôi.
Đó là lý do tại sao nó tạo ra cái sự giàu có tạo số đấy. Chứ nó không phải là cái hình ảnh toàn dân miền Nam giàu có. Nếu mà đi về những vùng quê của miền Nam, họ sống rất là khó khăn. Tại sao là miền Bắc lại nghèo? Miền Bắc đã đổ tất cả các kinh tế để đưa nuôi những lính bộ đội vào Nam, những người lính tập kết miền Nam được và nuôi kể cả những mặt trận giải phóng miền Nam để cố gắng giành lại cái độc lập, đòi lại cái tự hào của dân tộc, đòi lại cái sự độc lập tự do cho toàn người dân Việt Nam. Cái sự chiến đấu đó nó mới 20 năm, cái chiến tranh đó mà đó là lý do tại sao kinh tế ở miền Bắc phải đổ hết cả vào miền Nam để đòi cho được cái sự độc lập đó. Đó là lý do tại sao dân miền Bắc họ nghèo đi. Họ nghèo vì họ phải giàu lòng tương ái, giàu lòng yêu nước, giàu lòng cái sự đòi hỏi cái sự độc lập cho toàn nước. Do đó họ nghèo, nhưng mà họ giàu với tinh thần yêu nước. Họ đòi lại cái độc lập cho toàn đất nước miền Nam cũng như miền Bắc. Cái tự hào đó, tại sao chúng ta không tự hào nghèo khi mà chúng ta phải bỏ ra cả cái tài sản ở miền Bắc để đưa vào trong Nam để nuôi những người lính chiến đấu để đòi cái độc lập đó. Chúng ta nghèo, miền Bắc nghèo, đó là điều đương nhiên. Cái cuộc chiến mà sự sản xuất ở miền Bắc nó cũng giới hạn vì bom đạn. Rồi ở trong Nam không thể nào sản xuất được, sản xuất chỉ có một vài những khu vực yên lành mới được sản xuất. Thành thực ra trong Nam tất cả những vùng quê cũng nghèo nàn, mà cũng có những cái đất khai khoang, bom mìn nổ, nó nằm ở trên cái mặt đất ở miền Nam này á, thì cái người dân quê, cái vấn đề mà canh nông á, nó cũng giới hạn, nó cũng có những cái nguy hiểm, người dân hầu như là nhiều người phải bỏ đất, không có cày cấy được. Đó là cái tình trạng chung giữa miền Bắc và Việt Nam. Cái sự nghèo đó là vì cái cuộc chiến Việt Nam nó làm cho người dân mình nghèo. Cái đó là cái mình phải chấp nhận. Nhưng mà mình mừng là cái ngày chiến thắng đó, đến ngày hôm nay cái sự phát triển đất nước nó tốt đẹp, đó là điều mừng cho đất nước mình. Thế thôi, còn những cái quan niệm sai lầm mà nói là tại sao miền Nam giàu hơn miền Bắc, đó là chỉ là những cái quan niệm sai lầm mà họ không nhìn đúng cái sự thật của nó mà thôi. Bây giờ tôi có một cái vấn đề này, tôi nói là cho quý vị biết, để quý vị thấy rằng một cái này, sau ngày 30 tháng 4 thì tất cả ở Sài Gòn thì họ chửi Việt Cộng, họ nói những thằng Việt Cộng này, họ nói những thằng Việt Cộng này những thằng rừng vô kiếm Sài Gòn xong cái nấu cơm ngoài trước cửa nhà, nấu cơm để ấy, nấu cơm ngay trước cửa nhà người ta, nếu vừa ngay trước cửa nhà dân có nhà ấy đó, nó cười nó nói dân rừng. Đúng. Nhưng mà không biết rằng á, nhờ cái dân rừng đó họ không chạm đến tài sản của người dân. À, còn đi về đâu còn bây giờ khi mà đã đánh vô rồi là nhà dân tranh banh hết rồi, đúng không? Không còn cái gì, tôi là thứ chuyện đây nè. Họ nấu cơm nấu nước ở ngoài đó, rồi cái ban quản lý họ đi sau, họ vô từng nhà họ quản lý sau, còn người bộ đội là nấu cơm ăn ngoài đường, không có chạm được tài sản của dân. Không còn ngày cái lửa của người dân không ơi. Còn trong khi các anh ấy cứ ngồi ơi cơ cộng sản thuộc cái cộng người rừng người đó ở kia anh quên mà cái đó để anh chửi đó. Đó tôi nói thẳng nhá, nhưng mà Việt Nam hòa mình vô mà đã thắng chỗ đó rồi, nhà dân không còn cái con mẹ gì hết. Tôi nói thẳng ra, nếu không có miền Bắc hy sinh xương máu, cái hy sinh nào mà cao quý nhất, hy sinh nào mà đau khổ, hy sinh con xương máu của mình, thân nhân của mình, con em của mình đang học tú tài, đang học cái gì bất cứ đều bỏ bút ghiêng đi vô đàn để giải phóng miền Nam. Thì sở dĩ bây giờ chúng mình ngồi đây nè, đó chứ đừng nói đi đâu xa nữa. Nếu mà không có sự hy sinh đó, chúng ta làm sao có ngồi đây được, làm sao giải phóng miền Nam được. Thì cái bây giờ giải phóng miền Nam tới bây giờ mà 40 mấy năm rồi mà cũng vẫn còn những cái khó khăn, thì cái hy sinh thời đó vô cùng lớn lao. Tôi chưa thấy cái lịch, bây giờ nhìn thẳng ra lịch sử nhân loại thế giới chưa có một cái nước nào mà
một cái miền mà phải gánh chịu xưa. Không có cái gì mà quý trọng cho bằng xương máu của con em mình, của ông cha mình mà đưa vô để mà giải phóng cái miền Nam. Thì nếu không có cái đó thì ngày nay không có cái sự phồn thịnh thật sự của nước Việt Nam bây giờ. Ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 bác thấy là khi mà bộ đội họ tấn công vô, họ tấn công tất cả, họ chiếm tất cả rồi á, là cái lưng họ vẫn đeo bao gạo, họ vẫn mở cái nồi ra, họ nấu cơm ở dưới này, đường này, giết này, họ không dũng cảm á. Còn cái công việc kia là công việc của ban quản lý, họ đi họ quản lý các nhà họ vô sau, còn công việc của tay. Còn lính Việt Nam Cộng Hòa của tôi hồi xưa bước vô là đừng có ham, đừng có vô đó là phải con nấu cơm nấu điếc thế, là có sẵn hết rồi. Bây giờ nhậu hả? Cái sở dĩ mà có cái cô Dương Hương với lại ông Nguyễn Quang Lập là cái nhìn thiển cận, nhìn không biết và cái thực tế của người dân. Bây giờ tôi thí dụ như là một cô sinh viên người Anh, chắc là con nhà giàu có, người Việt Nam sang đó học. Cô nói rằng tại sao trong cái thời chiến á, thì thế mà có cái chiến tranh thì người ta cứ chạy về phía quốc gia mà người ta không chạy về phía được Cộng sản. Tôi mới trả lời rằng bị thằng mấy nó rửa cái chất, nó giải cái chất độc da cam với lại nó bỏ bom B-52 chạy về cái vùng đó là chết cha. Cô ấy bí của ông nhà là cô đó là người Việt Nam sinh viên học ở Anh, cô có viết cái bài đó nhiều lắm anh nói kìa. Đó là cái gì muốn nước đến cận không nhìn ra cái gì rồi. Tôi thấy cái đất hoàng chính trị hết chứ không phải không đâu. Nói chung cái này mình nói cho rõ là cái cuộc chiến Việt Nam mà một số dân chúng bỏ vùng chạy vô bên vùng tạm thời gọi là quốc gia đi, là nói ra nói rõ rằng nếu mà ở ngoài vùng quốc gia thì Mỹ nó thả bom của quân đội Việt Nam bắn 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 phá tạ bừa bãi bắn chết rồi, cho nên họ mới chạy về cái đám đó. Tôi bây giờ là cái cô đó không biết cô hết trả lời để mà đứt bom họ. Sự thật ra người dân Việt Nam mà chỉ cầu cái bình an, nhưng mà trong cái chiến tranh như vậy cứ ở cái vùng giải phóng hoặc là ở những cái vùng mà do quản lý của mặt trận giải phóng Việt Nam thì là bị bom với đạn không, mà Mỹ nó cứ thả bom tưới à, do còn đến Việt Nam hòa điện thoại bác rồi bắn đại thì không có cần cái gì cả. Mà đừng có nói cái gì hết á, nội 15.000 thằng lính đại hàng mà nó đưa sang đây thì người đại hàng bắn rồi Việt Nam thông thả quá, tha hồ bắn thấy ai là bắn bắn người tôi đại hàng đó, em bé nó bồng trên tay cái này nó bắn cái làng Tô Xuyên của tôi trong cái thời kháng chiến 1945 đó. Cái làng nó nhỏ như thế này, nhưng mà nó là cái làng không phải là công giáo. Máy bay đến 8 lần, mỗi lần 2 cái máy bay. Máy bay khu trục á, thì mỗi một cái ấy đó, nó có 2 cái bom. Và nó bắn cái đạn tiêu diệt á, nó quần 8 lần như vậy, mỗi lần 2 cái. Thời nhẹ, sau này bom đạn còn mạnh nữa, nó nhiều nữa. Đến lúc cái ngày đó kiểm soát lại đó, làm tôi chết gần 60 người. Có một trường hợp bi thảm như này này, cái bác Tiểu, gọi là bác Tiểu. Thì khi mà chạy xong cái hố cá nhân đó, thì bà nhúi quần xuống. Nhưng mà bác cái đầu còn nhô lên, nó bắt cái đầu luôn. Rồi cái trường hợp mà thằng Cách á, ở làng tôi đó, nó chạy, nó không biết ra mà bom văng lại. Chỉ tìm được cái xác của nó nhưng mà thiếu cái chân, thiếu cái cẳng. Đến lúc mà chôn trong rồi ngày hôm sau mới ở lộ nông muốn cái tìm thấy cái cẳng lại đào má lại chôn lại. Cái ngày hôm đó là làng tôi chết 60 người. Đây, tôi xin trình bày đó, một sự thật nữa. Đi nhân phủ á, là máy bay nó bỏ bom ở dưới sông Hà nó bắn lên. Tôi tóc một thằng em, bế một thằng em. Tôi xin lỗi, tôi nói là tâm của tôi chạy ra đi phụ chui xuống gốc cây đa. Bác biết cái gốc cây đa nó vòng vòng xuống cây đa rễ đó, rễ cây đa mà nó bắn lên. Khi mà tôi mẹ tôi thì ở ngoài ruộng về khóc, con ơi đi tìm tùm lum. Khi im nữa tìm tùm lum, mẹ tôi ra thì tôi bế một thằng em mới có tuổi, cắm chắc thằng em 3 tuổi, xin lỗi, chui xuống cái cốc đa ở ngoài đê. Mà sao không chết anh? Về mẹ tôi kiếm, khi mẹ tôi kiếm cái tôi rồi nhìn lên những cái cây đa đó, những trẻ cái trăn trâu đó bị bắn răng hết, dính đầy hết trên này. Tôi nói thật, đây là cái tâm hồn của tôi hồi đó.